Ngày anh còn bé, khi mà anh còn chưa biết nói chuyện ấy, mẹ anh vẫn hiểu anh muốn gì ấy thôi. Không phải trên đời này chuyện gì cũng phải nói ra mới hiểu đâu. Cũng may là sơ cứu kịp thời, chứ không thôi là sưng to lên rồi. Nhưng mà em thấy nó cũng sưng đâu có nhỏ đâu. Anh có chắc là không phải đi bệnh viện không ạ? Anh là bác sĩ, ngày mai anh sẽ tới bệnh viện để kiểm tra rồi chụp X-quang. Hay là để em đi mua thuốc giảm đau cho anh nhá. Không cần đâu, ngồi xuống đi. Anh này, anh giận em à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. À, chết rồi, hình như là nó sưng to hơn rồi. Em xin lỗi, tại vì lúc đấy là em không biết em dẫm vào chân anh. Hay là anh cứ đi kiểm tra đi, tiền khám bệnh với cả tiền thuốc, em lo cho. Tiền khám bệnh với tiền thuốc anh không cần, nhưng mà anh cần cái khác. Ủa, sao anh không để em đi mua thuốc cho anh, lại rủ em vào quán bia? Thì thật sự á, với anh mục đích của chầu nhậu hôm nay là để hòa giải. Nè, lần trước á, anh cảm thấy có lỗi với em, còn lần này em lại cảm thấy có lỗi với anh. Một điều, coi như minh hòa, được không? Bỏ qua hết tất cả. Nhưng mà em có thích uống rượu bia đâu. Lần trước chả qua là vì em buồn quá, nên là mới uống vài chén thôi. Mà uống chuột bao lâu đã làm mấy việc linh tài tỉnh. Ôi, được rồi, bây giờ em uống nhấp môi cũng được, miễn là sau chầu nhậu em hôm nay tất cả mọi chuyện đều xí xóa hết, được không? Nè, cầm ly lên. Thôi được rồi, mà nốt lần này nhá. Vâng. Mà lẩu này ngon lắm đó, để anh gấp cho em. Em ăn thử đi. Nè, tính của anh á, giỡn rất là nhây, mà nếu người thân thiết á thì anh càng giỡn nhây hơn nữa. Cho nên là nếu mà anh có làm em hoảng, cho anh xin lỗi nha. Tình em cũng hơi hẹp hòi, nên là cứ nghĩ anh trêu em. Em cũng xin lỗi vì đã không chịu nghe anh giải thích. Thôi, anh xin lỗi, em xin lỗi thì hai đứa mình hòa. Anh với em bây giờ á hiểu nhau rồi, sẽ không giận nhau nữa. Vô. Vô. 1 2 3. Vô. 2 3. Uống. Cạn nha. Sao mà cạn? Mình ngồi một lúc thôi nhá. Anh ăn nhanh lên rồi về. Cô đang đợi anh đấy. Mẹ anh bây giờ chắc ngủ rồi. Hôm nay cô buồn nên không thể nào ngủ sớm ấy đâu. Cô đang chờ anh ở nhà đấy. Sao em biết mẹ anh buồn? Bọn em ở trong nhà mẹ anh hả? Không phải. Thế nhưng mà cô nấu cơm chờ anh về ăn cùng, anh có chịu về đâu. Làm cô lại mang xuống rủ em ăn, xong rồi tâm sự với em nữa. Tại công việc ở bệnh viện của anh nhiều quá, cho nên anh không có thời gian. Hôm nay là ngày kỷ niệm cô chú gặp nhau. Cô nhớ chú nên là buồn lắm. Mẹ anh kỳ ghê á. Đáng lẽ chuyện này mẹ phải tâm sự với anh chứ sao kể cho em nghe. Em lại cứ tưởng là anh không muốn nghe, nên là cô mới tủi thân đấy. Chứ em thấy có lúc nào mẹ anh nghiêm túc nói chuyện với anh đâu. Không bắt anh làm chuyện này chuyện kia thì cũng càm ràm anh. Mẹ anh không nói làm sao anh hiểu được. Em phải thông cảm cho anh chứ. Thì anh thử nghĩ mà xem. Ngày anh còn bé, khi mà anh còn chưa biết nói chuyện ấy, mẹ anh vẫn hiểu anh muốn gì ấy thôi. Không phải trên đời này chuyện gì cũng phải nói ra mới hiểu đâu. Em nghĩ là anh nên quan tâm cô nhiều hơn. Các mẹ càng lớn tuổi càng dễ bị tổn thương, mong manh dễ vỡ nữa. Em nói chuyện cứ như em là chuyên gia tâm lý không bằng. Thì anh quan tâm cô nhiều hơn đi. À, mà em thấy cô thích hoa lắm. Hay là anh tìm một gì bất ngờ tặng cô bó hoa, thể nào cũng vui cả ngày cho mà xem.
Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn, sản xuất bởi Viettel Media.